không biết có phải là do bạn này ở bút mê không mà lần đầu nhìn phát là mê luôn. Câu đó không phải câu hỏi. Đó là câu thật thí. Anh kiểu có một khuôn mặt thư sinh, kiểu như là một gương mặt đúng kiểu là ai nhìn vào cũng sẽ có cảm tình đó. Thì mình không ngoại lệ. Để anh chỉnh chu lại chứ anh sợ em phán xét không tốt với anh. Mình có gặp bạn rồi và lúc đó là mình đã bị say mê bạn nên mình làm một cách để được lên vào vị trí này. Em có bị rung với con gái khi con gái hỏi em không? Dạ, tại Lê gặp bạn Kiều rất là rung. Thì em nói ăn rất ngon đúng không? Nhưng mà đối với anh á, anh không cần biết ngon hay không, chỉ cần em nói là được. Anh nhìn em khô khan đúng không? Không. À ok, không phải. Sao khô được, ngọt kiểu mà sao khô được. Anh chọn mà hết rồi. Rất đúng như lỗi nha. Hay quá. Anh ơi, bây giờ anh hơi đúng. Đó, ừ đúng rồi. Đúng rồi. Chấp nhận em thua. Nhưng mà anh chỉ mong là người chiến thắng trong trái tim em thôi. Sao? Sao?